kính mời quý vị cùng nghe truyện Người Anh Hùng Tháng Tư 75 Hiển Linh của tác giả Nguyễn Toại Chí. Sài Gòn có thể đã tan nát hơn, chết chóc bi thảm hơn và có thể sẽ không có những chuyến bay di tản ngày cuối cùng nếu không có người anh hùng này. Sau hơn 33 năm hoàn toàn mất dấu tích, nhờ sự hiển linh và ngoại cảm tìm thấy di cốt của thiếu tá không quân Việt Nam Cộng Hòa Trương Phùng bị Cộng quân xử bắn ngày 29 tháng 4 năm 1975, tức ngày 19 tháng 3 năm Ất Mão. Di cốt hiện được thờ tại Chùa Bửu Quang. Ngày 29 tháng 4 năm 75, Cộng quân khai quả trận địa pháo lớn nhất cuộc chiến nhằm quy hiếp Sài Gòn. Hàng chục dàn đại pháo, mỗi dàn bốn khẩu, từ Phu Lâm liên tục nhả đạn. Đích nhắm đầu phi trường Tân Sơn Nhất, nơi cả ngàn người đang chờ di tản. Bốn giờ sáng, dưới mưa pháo, hai khu trục A1 của phi đoàn 518 Phi Long, không quân Việt Nam Cộng Hòa, vẫn dũng cảm cất cánh và mau chóng đánh tan trận địa pháo. Nhờ vậy, Sài Gòn đã tránh được thảm họa nhưng đi hai về một. Chiếc A1 do đại quý Trần Giang Phúc đáp xuống phi trường. Chiếc thứ hai, loại AD5 Skyrider của phi tuần trưởng là thiếu tá Trương Phùng thì biến mất. Hơn 33 năm không tìm thấy dấu tích. Sau cùng, nhờ sự hiển linh của một vị sư già và chính thiếu tá Phùng, nhờ ngoại cảm và nhờ tình đồng đội Dì cốt người anh hùng bị diệt cộng xử bắn trong một giường xoài đã được trở về với gia đình. Nhân dịp 30 tháng 4, tác giả Nguyễn Viết Tân đã giúp diệt Báo sưu tập đầy đủ chi tiết câu chuyện ý nghĩa này. Trước hết, xin mời đọc bài viết của cựu đại quý Trần Giang Phúc kể về vị đồng đội anh hùng của phi dụ cuối cùng. Chuyện kể này từng được phổ biến trên trang không quân cánh thép, được trích đăng với sự cho phép của cựu đại quý Phúc. Vì có những người chưa liên lạc được, nên tên của họ trong loạt bài này xin được viết tắt. Thiếu tá Trương Phùng, sinh năm 1943 tại Thừa Thiên Quế, gia nhập không quân vào đầu năm 1964, khóa 64B, sinh viên sĩ quan Trung tâm huấn luyện không quân Nha Trang, tốt nghiệp khóa L5 quan sát, sau đó được tuyển chọn xuyên quấn T-28 và A-1 Skyrider tại Hoa Kỳ. Trở về nước, anh phục vụ tại phi đoàn 110 quan sát Đà Nẵng, sau cùng là phi đoàn 518 Phi Long, khu trục A-1, không đoàn 23 chiến thuật, sư đoàn 3 không quân Biên Hòa trong những ngày sau cùng, phi đoàn 518 dọn về Tân Sơn Nhất. Anh là mẫu người hùng không quân, từng tham dự hầu hết các chiến trường, Campos, Quảng Trị, An Lộc. Là một người đầy nhiệt quyết, không bao giờ từ chối bất cứ một phi vụ nào, dù là nguy hiểm. Anh là một phi tuần trưởng gương mẫu, lấy phương châm, tổ quốc, danh dự và trách nhiệm, làm điều tâm niệm. Trong trận mùa hè đỏ lửa 1972, khi phi đoàn khu trục từ Biên Hòa tăng phái cho mặt trận Quảng Trị, anh Phùng chính là một trong ba bi lệch diệt nhiều xe tăng nhất. Người đầu tiên là Trần Thế Dinh, 20 chiếc, anh Lành, 17 chiếc và anh Phùng, diệt 15 chiếc. Tôi được hân hạnh cùng bay chung với anh hai lần. Phi vụ đầu tiên thả bom CBU 25 vào tháng 8 năm 1974, diệt cộng vi di phạm hiệp định Ba lê, pháo kích vào phi trường Biên Hòa. Để trả đũa hành động này, đại tá Hoàng Thanh Nhã, không đoàn trưởng không đoàn 23 chiến thuật, sư đoàn 3 không quân, chỉ thị hai phi tuần khu trục A1 dùng bom CBU 25 để thi hành một nhiệm vụ lịch sử quanh tạc tổng hành dinh của mặt trận giải phóng miền Nam ở đồn điện Minh Thạnh gần Lộc Ninh. Phi tuần số 1 do Thiếu tá Phùng và Trung Quý Đinh Văn Đức. Phi tuần thứ hai do tôi và Trung Quý Nguyễn Tứ Đức. Sau khi nghiên cứu kế hoạch hành quân, tính toán giờ bay, hướng bay một cách rất cẩn thận và để giảm thiểu sự nguy hiểm Thiếu tá Phùng đề nghị nhập hai phi tuần thành một hợp đoàn gồm bốn chiếc, dùng chiến thuật truy kích với yếu tố bất ngờ, chớp nhoáng, bay thấp trên ngọn cây. Với chiến thuật này, đòi hỏi người leader, tức là người dẫn đầu, một khả năng, kinh nghiệm, bình tĩnh, sáng suốt cũng như gan lì vì thỉnh thoảng leader phải bay cao 5 hay 700 bộ để nhận dạng những checkpoint, điểm chuẩn tránh bị bay lạc. Lợi dụng mặt trời sắp lặn, chúng tôi lấy Lai Khê làm điểm chuẩn xuất phát, bay về hướng bắc dọc theo quốc lộ 13, qua khỏi An Lộc, Năm Dặm, đổi sang hướng tây. Khi thấy Lộc Ninh thì chuyển hướng đông nam để quanh tạc vào bên hông địch. Chúng tôi phải vượt qua hàng rào phòng không dày đặc. Trên đường đi, ngay cả đường về, rất nhiều lần chúng tôi lướt trên những dạng cao xạ nhìn thấy bọn chúng quay vòng những họng súng và bắn giới theo. Nhờ vào sự can đảm phi thường của thiếu tá Phùng nên chúng tôi đã hoàn thành sứ mạng và trở về đáp an toàn lúc 8 giờ tối. Một điều tôi ghi nhận thêm là lần đó thiếu tá Phùng thà ngậm đèn bấm soi sáng những phi cụ để bay vì phi cơ của anh bị hỏng đèn phi cụ nhưng nhất định không chịu quỷ bỏ phi dụ, dù rằng trong phiên họp buổi trưa, đại tá Nhã đã lưu ý hai lần. Nếu có gì bất trắc, các bạn ráng chịu đựng qua đêm, sáng mai mới có trực thăng cấp cứu. Lần thứ hai cũng là phi dụ cuối cùng. 4 giờ sáng, ngày 29 tháng 4 năm 75, Diệt Cộng pháo kích hàng loạt vào phi trường Tân Sơn Nhất Tôi nhận điện thoại rồi chuyển lệnh cất cánh khẩn cấp đến thiếu tá Lê Giang Sang, trưởng phòng hành quân phi đoàn 518. Sẵn đó, ông kêu tôi đi bay, nhưng vì thấy tôi thiếu wingman nên thiếu tá Phùng tình nguyện và thách thức. Trâu đập cũng chết, chó đạp cũng chết, tàu bay với mày coi có chết thằng tay nào không? Trên đường ra bãi đậu, với tiếng rít, tiếng pháo nổ liên tục nghe rợn người nhưng không làm sờn lòng thiếu tá Phùng. Mà ngược lại, anh đã nung đúc tinh thần tôi qua câu nói. Đồ mẹ, tụi nó bắn pháo bằng loại súng gì mà liên tục, kinh người chưa từng thấy. Bằng mọi giá, tụi mình phải lên cất cánh cho bằng được, dù phải hy sinh. Hy vọng mình có thể bảo vệ được bao nhiêu người, trong đó có vợ con mình đang ở đây. Chẳng lẽ mình nằm ở đây, chờ pháo chết cả đám hay sao? Đến bãi đầu phi cơ, dù trong mưa pháo, các anh em phi đạo đã chờ sẵn từ lúc nào. Thiếu tá Phùng giỏng dạc ra lệnh. Quay máy xong các bạn shot cao ngay, chạy tìm chỗ nấp ngay, mặc kệ chúng tôi. Đừng để chích chùm cả đám nghe chưa. Tiếng rít, tiếng đạn pháo nổ gần đó liên tục. Sau khi nổ máy, lôi taxi ra khỏi ụ, thiếu tá Phùng còn đứng dưới đất và ra dấu bệnh điện bị hư, không quay máy được. Buộc lòng, tôi phải cất cánh một mình. Đến Phú Lâm, theo sự hướng dẫn của Trung quý Trần Giang Bảo, trưởng phi cơ AC-119K, tình lòng 06, tôi thả hai trái bom xuống chỗ có hai làn khói trắng đang bốc lên. Xin nói thêm là AC-119 là loại vận tải hai đuôi to lớn dệt dàng, chuyên đi thả trái sáng và yểm trợ bộ binh bằng những ụ súng sáo nòng, bắn kêu ò ò như bò rống. Sau đó tôi ngưng lại và tiếp tục bao dùng và nhìn thấy vài ba chiếc trực thăng đang quây quần ở hướng đông. Độ 15 phút sau, có lẽ bọn Việt Cộng nghĩ rằng phi cơ của tôi đã hết bom nên pháo trở lại liên tục. Quá nhiều dàn pháo. Bây giờ tôi mới nhìn rõ và đây là lần đầu tiên trên chiến trường tôi gặp phải quá nhiều. Mỗi dàn bốn khẩu, đạn pháo không ngớt bay lên nhìn về hướng sài gòn những cột lửa bốc cao lòng đau như cắt thường thay cho dân lành vô tội không do dự tôi nhào xuống thả bom nhắm vào một trong những làn khói đang bay lên hơn bao giờ hết tôi thấy cần sự trợ giúp tôi thầm gọi anh phùng ơi anh ở đâu sao không lên đây giúp tôi một tay tôi đang cần anh anh có biết không chừng năm phút sau khi tôi sắp sửa nhào xuống để thả bom Tôi thấy những đám nổ ở dưới đất, tôi nghĩ lầm là do một chiếc trực thăng võ trang nào đó vừa bắn rốc kè xuống mục tiêu nên cự nự. Tinh Long 06, bạn đã cho tôi đánh ngẫu nhiên, sao lại cho trực thăng võ trang vào ăn có? Nó bay cao độ thấp, nhỡ tôi không nhìn thấy mà nện trên đầu nó thì sao? Phi Long 51, tôi đã đuổi tụi nó bay sang hướng đông của quốc lộ 4 rồi, chỉ có một mình bạn làm việc mà thôi nhưng để tôi quan sát kỹ lại xem có phải là tiếng nổ phụ không. Dòng kế tiếp, tôi vẫn thấy đám nổ phụ và nghe tin Long không trong vô tuyến. Dường như có thêm một chiếc A1 nào nữa và đánh phụ bạn đó Phi Long 51. Tôi không thấy rõ và không liên lạc được trong vô tuyến, nhưng không phải là trực thăng đâu bạn. Tôi nghĩ ngay tới thiếu tá Phùng. Ok, có thể thiếu tá Phùng lên giúp chúng ta. Có thể ổng hư vô tuyến, nên Monkey See -si Monkey Do bạn đừng lo, thấy tôi đánh ở đâu, anh ấy sẽ thả bom ở đó. Chúng tôi quần thảo và cày nát khu vườn đó và cũng nhờ hàng chục quả châu soi sáng nên rất dễ dàng lượm những dạng pháo này. Hết 10 trái bom, tôi bay thêm năm bảy dòng trước khi trở về Tân Sơn Nhất lúc 5 giờ 30 phút. Không quên xin ba khi đài kiểm báo Tân Sơn Nhất điều động thêm một phi tuần lên thay sang tần số đài Sài Gòn Tower. Tôi hỏi sao tôi có chiếc A1 nào cất cánh không và được trả lời. Không biết nữa bạn ơi, nó pháo quá, chúng tôi phải chạy xuống hầm và vừa mới trở lên trên đây. Tuy nghe vậy nhưng tôi tin chắc với bản tánh can trường không khuất phục trước mọi khó khăn hay nguy hiểm. Thiếu tá Phùng không bao giờ quỷ bỏ phi vụ, nhất định là anh đã bay lên cùng tôi chiến đấu bên nhau chúng tôi tiếp tục bao dùng trên tân sơn nhất và dùng phụ cận. Sau đó, chiếc AC-119K Tinh Long 07 do Trung Quý Trang Văn Thành, trưởng phi cơ lên thay thế cho Tinh Long 06 về đáp. Chiếc AC-119 Tinh Long 6 đã có công cứu bao nhiêu đồng đội và dân chúng thủ đô vào những giờ phút chót, làm giảm bớt những vụ pháo kích tàn sát của cộng quân. Bây giờ Trung Quý Bảo đã bay chuyến bay vĩnh biệt anh em qua đời tại thành phố New Orleans. Đến 6 giờ, trời tờ mờ sáng, tôi thấy anh Phùng bay bên cánh phải với hai trái bom, đồng thời nghe trên tần số một phi tuần hai chiếc A1 của phi đoàn. 514 cất cánh từ Cần Thơ do Thiếu tá Hồ Ngọc Ấn và Đại quý Nguyễn Tiến Thụ đang trên đường tiến về thủ đô. Lúc 6 giờ 25 phút, Trung Quý Thành tình nghi một đám diệt cộng miền Bắc định các hàng rào phòng thủ ở hướng Bắc của phi trường, nên hướng dẫn Thiếu tá Phùng thả hai trái bom còn lại. Sau đó, vô tuyến của Thiếu tá Phùng bắt đầu hoạt động tốt và anh gọi tôi đáp xuống Tân Sơn Nhất. Vì biết vô tuyến của Thiếu tá Phùng bất thường nên tôi nhường anh đáp trước. Nhưng trước khi chạm bánh, Đột nhiên, anh tống ga bay lên và bảo tôi đáp trước rồi chờ anh. Lẽ ra tôi định bay theo, nhưng vì lo lắng an nguy của vợ con đang tạm trú gần nơi bị pháo kích, nên tôi đáp xuống Tân Sơn Nhất lúc 6 giờ 50 phút. Khoảng 5 hay 7 phút sau, tôi đứng ngoài phi đạo và theo dõi chiếc tinh long 07 đang bắn yểm trợ dọc theo dòng đai phía bắc. Thình lình, động cơ bên phải phi cơ bị quả tiễn SA-7 bắn trúng. Kế đó, cánh phải đứt lìa, phi cơ cắm đầu, quay như con dụ và rơi xuống đất trong sự ngỡ ngàng, thương tiếc của hàng dạng người trong và ngoài tân sơn nhất. Chờ thiếu tá Phùng thêm 15 phút nữa mà không thấy anh trở dậy đáp. Tôi quá gian xe xăng để vào biệt đội. Trong lòng thầm nghĩ, thiếu tá Phùng vì thấy chiếc tinh long không bảy bị bắn nên đã bay đi Cần Thơ. Chiều hôm đó đáp ở Cần Thơ, tôi cũng không thấy thiếu tá Phùng. Coi như anh đã mất tích kể từ đó, không ai biết gì ngoài những tin đồn mù mờ. Hơn 30 năm, lúc nào tôi cũng ưu tư về sự mất tích của thiếu tá Phùng. Thông cảm nỗi niềm của tôi. Nguyễn Chí, một người em không quân, đã hết lòng truy tìm suốt nhiều năm. Và cuối cùng, Chí đã tìm được hài cốt của thiếu tá Phùng, mang về cho gia đình anh ấy ngày 2 tháng 12 năm 2008. Trần Văn Phúc Đại quý Trần Văn Phúc, bài lệnh A1, phi đoàn 518, anh Phúc, tình cờ quen biết tôi sau khi anh đọc loạt bài Cổ tích không quân tôi post lên web cánh thép. Sau một thời gian, hai anh em tôi trở nên thân tình như hai anh em ruột. Kể cho nhau nghe những tâm sự vui buồn trong cuộc sống, kể cho nhau nghe những kỷ niệm đời quân ngũ ngày xưa. Rồi có một ngày nọ, gần 30 tháng 4 năm 2007, anh đã kể cho tôi biết về chuyến bay cuối cùng của đời pilot khu trục của anh. Phi dụ cuối cùng. Xin quý độc giả đọc bài viết của chính đại quý Trần Văn Phúc viết cũng trong diễn đàn này. Chính nhờ qua chuyện anh kể, tôi mới biết đến một vị anh hùng không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu bảo vệ cho đồng bào Sài Gòn và gia đình và các bạn bè chiến hữu cùng gia đình của họ trong căn cứ Tân Sơn Nhất thoát khỏi những trận mưa pháo kích kinh hoàng của địch quân rạng sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975. Thiếu tá Trương Phùng. Nhưng sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Thiếu tá Phùng đã mất tích ngay trong giờ thứ 25 của cuộc chiến trong âm thầm bí ẩn gần như không một ai còn biết hay nhớ đến anh ngoại trừ duy nhất một người chiến hữu đã sát cánh cùng anh chiến đấu trong phi vụ cuối cùng đại quý trần giang phúc tôi rất thương cảm cho vị anh hùng gần như vô danh trương phùng tôi thấy mình đã thọ ơn cứu mạng của anh và muốn làm một điều gì đó cho anh như để đền đáp lại phần nào ơn anh và tôi đã hứa với anh Phúc là tôi sẽ truy tìm thiếu tá Phùng, sẽ tìm cho bằng được hài cốt của thiếu tá mang về cho gia đình thiếu tá thờ Phụng. Hai anh em chúng tôi bắt đầu lục lọi, tìm đọc không biết bao nhiêu là bài viết, bút ký, hồi ức của những người cả hai phía quốc cộng đăng trên nét có nói về những ngày sau cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Thiếu tá Phùng Hiển Linh trong tất cả các tài liệu báo chí, bài viết, hội ký, bút ký nói về ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh Phúc và tôi chỉ tìm thấy duy nhất một câu đáng chú ý nhưng lại rất mơ hồ nói về một chiếc phi cơ khu trục bị rớt sáng ngày 29 tháng 4 1975. Đó là trong bài Tháng Tư Máu và Nước Mắt đăng trong tập sang biệt động quân.com tác giả là sĩ quan trưởng ban 2 liên đoàn 8 biệt động quân đoàn Trọng Hiếu có viết. một phi tuần Skyrider được gửi lên dùng nhưng một chiếc đã bị bắn rớt ở phía cầu Bình Điền riêng chiếc AC119 yểm trợ cho chúng tôi trên đường về bị trúng sa7 bốc cháy trên không sau này khi đi tù tôi được biết người phi công dũng cảm ấy là Trung quý Thành tức thành Campuchia khi được một lần tạ ơn anh, anh đã không bay sang Thái Lan như một vài người đã làm, mà ở lại với chúng tôi. Thần xác anh đã hòa lẫn vào không gian trong giờ phút hấp hối của miền Nam. Anh Phúc có phone cho anh Đoàn Trọng Hiếu và được anh Hiếu cho biết. Tình này do một vị đại đội trưởng biệt động quân đóng quân ở chợ đệm Long An báo cáo về Ban Chỉ huy Liên đoàn sáng ngày 29 tháng 4 năm 75. Dù tin tức đó rất mơ hồ, nhưng đó là tất cả những gì mà hai anh em chúng tôi có được về Thiếu tá Phùng. Vì sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, duy nhất chỉ có một chiếc A1 Skyrider của Thiếu tá Phùng là bị mất tích, chứ không còn một chiếc A1 nào khác bị rớt hoặc mất tích nữa. Vậy là dựa vào tin tức này, tôi quyết định sẽ lên đường đi qua Bình Chánh nơi có cầu Bình Điền để tìm tung tích của chiếc A1 Skyrider đã rời hơn 33 năm trước. Nhưng tôi cũng chưa biết phải đi nơi nào, hỏi ai. Vì vậy tôi quyết định chấm một bán kính bốn cây số xây quanh tâm điểm là cầu Bình Điền để hỏi thăm người dân. Cả tháng trước ngày tôi lên đường qua Bình Chánh, tôi đã có một giấc mơ mà sau này tôi mới biết là Thiếu tá Phụng đã hiển linh chỉ vẽ cho tôi phải tới đâu, hỏi ai để có thể tìm ra thiếu tá. Tôi chạy xe trên một con đường rất rộng nhưng quang vắng, không có một chiếc xe nào ngoài tôi ra. Tôi thấy một ngôi chùa bên đường và chợt nghĩ là mình nên vào hỏi vị sư trụ trì cao niên, có thể ông sẽ biết và kể lại cho tôi nghe câu chuyện hơn 33 năm về trước về một chiếc máy bay khu trục bị rớt gần đâu đó. Tiếp tôi đúng là một vị đại sư trụ trì cao niên, rất cao đạo với phong thái đạo mạo và một ánh mắt thật nhân từ. Ngài hỏi tôi tìm ai? Tôi nói tôi tìm một vị phi công khu trục, bị bắn rơi và đã hy sinh ngày 29 tháng 4 năm 75, ngày tại vùng Bình Điền này. Ông nhìn tôi thật chăm chú như để tìm hiểu sự chân thật của tôi. Rồi ông hạ giọng nói nhỏ. Ông thiếu tá Phụng đâu có bị chết, chính tôi đã cứu ông ấy và đem ông ấy về tá túc tại chùa này từ ngày đó cho tới nay luôn đó. Tôi sững sờ kinh ngạc và quá mừng rỡ trước một cái tin bất ngờ ngoài sự tưởng tượng của tôi của biết bao nhiêu anh em không lượt Việt Nam cộng hòa và gia đình của thiếu tá như vậy. Tôi xin phép được gặp thiếu tá vị sư già đồng ý và kêu chú tiểu vào trong hậu liêu gọi thiếu tá ra một chú thanh niên dòng dỏng cao da trắng rất đẹp trai với mái tóc hơi quăng gợn sóng rất giống với gì ảnh của thiếu tá phùng mà anh phúc đã gửi cho tôi với bộ đồ bà ba màu nâu sòng của nhà chùa bước ra lại thật gần rồi nhìn tôi chăm chú hỏi tôi bằng một giọng người quế chú em là ai mà biết tôi? Dù tôi đang mặc quần áo sơ vinh, nhưng không hiểu sao, tự nhiên tôi đứng nghiêm lại, chào tay, trình diện, như tôi đang là một quân nhân chào kính và trình diện sĩ quan cấp trên. Tôi, Binh Nhì, NTC, số quân 74 trên 605 54, phụ trách giấy phép và sự dụ lệnh, công điện thuộc ban văn thư, không đoàn 30. Bộ Tổng Tư lệnh Sư đoàn 3 Không quân xin trình diện Thiếu tá. Thiếu tá Phùng gật nhẹ đầu rồi nói, anh tới tìm tôi có chuyện gì không? Tôi không trả lời anh hỏi mà lại nói, sao Thiếu tá trẻ quá vậy? Em nhớ không lầm thì năm nay Thiếu tá đã hơn 60 rồi, sao em thấy Thiếu tá chỉ như mới ngoài 30 thôi vậy? Thiếu tá cười rất tươi, ở trong chùa này ba mươi mấy năm nay anh đâu có lo lắng gì chuyện cơm áo sinh kế vợ con gì đâu mà bị già vậy em tôi rơm rớm nước mắt trời ơi thiếu tá ơi sao thiếu tá không trở về nhà ba mươi mấy năm qua gia đình thiếu tá trông đợi thiếu tá từng ngày mà thiếu tá phùng chợt trở nên thật buồn anh nhìn tôi với ánh mắt thật sâu lắng anh cũng muốn về lắm mà không về được em à Sao vậy? Thiếu tá đừng sợ gì hết. Ba mươi mấy năm đã qua rồi, không còn ai bắt thiếu tá đi ở tù cải tạo đâu. Ông Kỳ mà còn hiên ngang trở về thăm quê nhà nữa đó thiếu tá. Gương mặt anh càng buồn hơn, anh nói chậm rãi nhưng thật rõ ràng từng lời. Anh phải ở lại nơi này, đến khi nào anh gặp được em, anh mới trở về với gia đình được. Tôi giật mình tỉnh giấc, nổi gai ốc toàn thân tai như còn văng vẳng lời anh nói. Lên đường, tôi có kể lại cho anh Phúc biết giấc mơ của tôi. Anh Phúc nói, như vậy là anh Linh của anh Phùng đã chỉ điểm cho tôi phải tìm tới những ngôi chùa có vị sư già trụ trì thì may ra các vị này mới biết chuyện hơn 33 năm về trước. Hai anh em cùng mở bản đồ Wikimedia ra tìm những ngôi chùa nằm trong bán kính 4 cây số quanh cầu Bình Điền thì thấy có hai ngôi chùa. Một là chùa Pháp Truyền thuộc xã An Phú Tây Bình Chánh, hai là chùa Tự Quang thuộc xã Tân Kiên Bình Chánh. Chùa Pháp Truyền là ngôi chùa tôi tìm đến đầu tiên, nhưng vị sư già trụ trì hoàn toàn không biết gì và ngài chỉ cho tôi qua xã Tân Kiên hỏi thăm, vì theo ngài được biết có một chiếc máy bay khu trục bị rơi bên xã đó sáng 29 tháng 4 năm 75. Tôi qua chùa Tự Giang tìm vị sư trụ trì, nhưng chỉ gặp ông từ giữ chùa, vì vị sư trụ trì đã có chuyến xuất ngoại lo chuyện Phật sự, chuẩn bị cho đại lễ Du Lan rằm tháng 7 sắp đến. Ông từ cho biết, ngài trụ trì hiện giờ còn rất trẻ, chỉ mới ngoài 30, còn vị sư trụ trì trước đã diên tịch hồi năm trước 2007, khi Ngài đã hơn 80 tuổi. Ngày ông Tự chỉ mới hơn 40 và chỉ mới đến ngủ trong chùa mới 7 năm nay, nên những chuyện trước đó ông không được biết. Ra khỏi chùa tự quan, tôi không biết là tôi sẽ lại bắt đầu từ nơi nào và hỏi những ai đây. Chợt nhớ tới trong giấc mơ đêm hôm qua, Thiếu tá Phùng có chỉ dẫn cho tôi đi tìm thiếu tá trong chùa tôi lại đi tìm hỏi người dân địa phương về các ngôi chùa trong xã Tân Kiên. Nhờ người dân tận tình chỉ dẫn, tôi đã tìm tới gần như tất cả các ngôi chùa, đình thần, nhân dân để hỏi thăm. Tình cờ, tôi tìm được một ngôi chùa không tên của hai chị em ni sư trụ trì. Có điều lạ lùng, sau khi các ni sư tiếp tôi, tôi mới biết tôi là người Phật tử đầu tiên được các ni sư cho phép giếng chùa từ hơn 33 năm qua, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau hơn một giờ tiếp chuyện cùng các ni sư, khi hai ni sư biết tôi đã từng là một quân nhân của không quân Việt Nam Cộng Hòa, hai ni sư mới cho tôi biết lý do tại sao các vị không mở cửa đón tiếp khách thập phương vì ngôi chùa này là nơi thờ phụng người anh của hai ni sư, một vị danh tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trung tướng Nguyễn Viết Thanh, nguyên tư lệnh quân khu 4 dùng bốn chiến thuật. Thật là một cơ duyên cho tôi mà không phải ai cũng có được. Theo lời khẩn cầu của tôi, hai ni sư đưa tôi trở vào hậu liêu để được chào lại tướng Thanh. Trước linh dị của tướng, tôi thầm cầu khấn xin tướng linh thiên phù hộ cho tôi tìm được hài cốt thiếu tá phùng và có thể tướng đã hiển linh nên khi chia tay tôi cô hai trụ trì bỗng nhiên nói giới theo gần đây có một thánh thất cao đài con vô đó hỏi thăm đi và chính tại ngôi thánh thất cao đài này tôi đã tìm được một người đạo hữu là nhân chứng duy nhất đã tận mắt chứng kiến những hình ảnh sau cùng của Thiếu tá Phùng, sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, chú Tư Hường. Đại bàng gãy cánh khi tôi hỏi thăm những người đạo hữu trong thánh thất cao đài, có gần 20 người, nhưng không một ai biết chuyện chiếc máy bay khu trục rời sáng ngày 29 tháng 4 năm 75 chợt ông giáo hữu chánh quản của thánh thất nói có thể chú tư hường sẽ biết vì chú tư là dân cố cựu tại xã tân kiên này từ xưa đến nay tôi được một vị đạo hữu trong thánh thất đưa tới tận nhà của chú tư hường vì chú đang bị cảm sốt mấy ngày qua nghe có người hỏi thăm chú tư chui ra khỏi mùng tiếp tôi ngay nơi chú đang nằm dưỡng bệnh tôi hỏi thăm bệnh tình của chú và sau khi biết chú Tư đã hồi phục gần như hoàn toàn, tôi mới hỏi thăm, chú biết gì chuyện sáng ngày 29 tháng 4 năm 75 có một chiếc khu trục bị rơi ở xã Tân Kiên này không? Chú Tư trả lời thật gọn, rõ ràng. Có, có một chiếc Avion de Sát đã đáp xuống ngã ba bờ ngựa sáng ngày 29 tháng 4 năm 75. Tim tôi như ngừng đập khi nghe lời xác nhận của chú Tư tôi rùng rùng hỏi lại. Thưa chú Tư, chú có biết tại sao cái máy bay đó bị rớt không? Chú Tư, không phải bị rớt mà nó đã đáp xuống vì bị bắn hư máy. Nhà tôi hồi đó là ở ngay phía sau chùa Từ Quang, chỉ cách ngã ba bờ ngựa có hơn 100 thước. Tôi thấy nó, chiếc khu trục, bị bắn cháy máy, khói bốc mù mịt, từ từ hạ xuống ngã ba bờ ngựa khi máy bay đã hạ xuống an toàn, từ trong máy bay có một người lái chui ra khỏi máy bay. Từ đằng xa có mấy thằng du kích diệt cộng chạy lại. Có một thằng xả súng bắn bừa về hướng chiếc máy bay. Tài chỉ huy đã bọp tay thằng du kích này rồi chửi nó. Tại sao mày cố sát quá vậy? Người ta đã hạ xuống rồi, sao mày còn bắn? Dùng này đã là dùng giải phóng rồi mà. Rồi toán du kích này đã bắt trói cái ông lái máy bay, bịt mắt lại dẫn đi đâu thì tôi không biết. Khi chú Tư kể tới đây, tôi có linh cảm thiếu tá Phùng đã gặp dữ nhiều lành ít. Vì thấy chú Tư đã quá lớn tuổi, chú Tư Hường đã 94 tuổi. Phần nghĩ chú đang còn cảm xúc chưa tỉnh táo hẳn, nên có thể chú Tư nhầm lẫn các loại máy bay. Hai tuần sau, tôi trở lại nhà chú Tư và bày ra trước mặt chú một bộ ảnh chụp các loại máy bay khác nhau, chụp ở mọi góc độ. Thì chú chỉ ngay vào ảnh chiếc AD-5 Skyrider và xác định chính là chiếc máy bay Avion The sát này. Hai nhà ngoại cảm Nguyễn Thanh Mẫn và bé Năm xuất hiện. Khi chú Tư Hường kể tới đoạn, thiếu tá Phùng đã đáp khẩn cấp chiếc ad năm xuống ngã ba bờ ngựa vừa chui ra khỏi máy bay thì liền bị bắt bịt mắt dẫn đi đâu đó chú không biết tôi đã thấy ánh sáng như dục tắt ở cuối đường hầm không còn hy vọng gì tìm thấy hài cốt của thiếu tá nữa sau đó tôi vẫn tiếp tục kiên trì lui tới bình chánh lần la dò hỏi hết bô lão này đến bô lão nọ với hy vọng mong manh là sẽ tìm được những kẻ thủ ác hay nhân chứng có thể cho tôi chút manh mối nào về vị trí thiếu tá phùng bị dùi thân hay không ngày qua ngày mọi cố gắng của tôi gần như sắp đến lúc phải kiệt sức mà chấm dứt trong rây rứt của lòng tôi tôi qua lại ngã ba bờ ngựa rất nhiều lần hơn hai mươi lần nhưng không hiểu tại sao, tôi lại rất thường ghé lại dừng chân ngay ngã ba bờ ngựa, đứng nhìn mông lung như đang tìm kiếm một ai đó mà tôi nghĩ có thể hỏi thăm được chuyện thiếu tá Phùng. Nhưng cũng có rất nhiều lần tôi dừng chân lại đó, đứng giữa trời nắng chang chang, nhìn mông lung mà trong lòng trống lổng. Không biết mình dừng lại ở ngã ba bờ ngựa này để làm gì nữa. Lúc đó tôi nào có biết được tôi đang đứng rất là gần, chỉ cách nơi thiếu tá Phùng đang nằm có vài mét. Phải chăng anh Linh thiếu tá Phùng đang giữ tôi lại nơi đó và thiếu tá muốn chỉ cho tôi nơi tôi sẽ tìm được nắm xương tàn của thiếu tá đã bị dùi dập hơn 33 năm qua. Và ngay trong thời điểm mà tôi gần như hết hy vọng tìm được thiếu tá Phùng thì thật bất ngờ anh Nguyễn Thanh Mẫn, nickname trong web cánh thép là Phi Yến 51, nguyên là trung quý huấn luyện viên phi cơ T-41 của Trung tâm huấn luyện không quân Nha Trang, hiện đang định cư tại Australia từ hơn 28 năm qua, liên lạc với tôi và hứa sẽ đưa nhà ngoại cảm bé năm từ Nha Trang vào giúp tôi tìm thiếu tá Phùng. Tôi rất mừng vì trước đó tôi có đọc bài của anh Mẫn viết trong cánh thép kể chuyện anh cùng nhà ngoại cảm bé năm tìm được hài cốt của hai cố niên trưởng Trung Quý Nguyễn Văn Lộc và Trung Quý Lê Văn Bé. 7 giờ chiều ngày 24 tháng 10 năm 2008, tôi đưa một phái đoàn gồm anh Mẫn, bé Năm, con trai trưởng của thiếu tá Phùng là Trương Phú Sĩ cùng các anh đại niên trưởng VNAF đã không quản ngại mưa dông, đường xa, đã cùng đến tham gia phi vụ tìm lại chiến hữu này. Khi tôi chỉ cho phái đoàn nơi thiếu tá Phùng đã hạ chiếc AD-5 xuống ngày 29 tháng 4 năm 75, bé Năm đã thay đổi sắc diện từ lúc nào không biết, từ bình thường vui vẻ trở nên rất kỳ lạ. Gương mặt lạnh tanh với đôi mắt như đứng trồng. Nhìn xung quanh hiện trường, mà như đang nhìn về một nơi nào đó thật xa ở chân trời sau một hồi quan sát miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ được bỗng nhiên bé năm hỏi tôi có biết thiếu tá phùng tuổi gì không tôi không biết nên chở bé năm trở vào quán nước nơi cả phái đoàn đang ngồi chờ kết quả khảo sát hỏi con trai phú sĩ của thiếu tá phùng khi phú sĩ cho biết cha mình tuổi quý mùi. Bé Năm cười ngất rồi chỉ ra hướng ngã ba bờ ngựa. Chỉ ngay con bò con đang đứng sát bờ tường bằng tôn của công trường làm đường. Nói, bác Phùng đang nấp sau con bò kia kìa. Và nơi con bò đang đứng chính là nơi bác Phùng nằm. Sau khi mọi người trong phái đoàn đã ghi nhận kỹ nơi đó, chúng tôi chia tay và hẹn ngày tái ngộ để thực sự bóc cốt thiếu tá Phùng ngày 30 tháng 11 năm 2008 chúng tôi đón anh mẫn từ Mỹ trở về và đưa thẳng anh cùng bé năm ra Bình Chánh để quan sát lại hiện trường một lần cuối và làm lễ khấn giái cho ngày mai sẽ khởi công động thổ bốc cốt thiếu tá Phùng ngày thứ nhất 1 tháng 12 năm 2008 từ sáng sớm các đại niên trưởng Ngân C-119 và Xuân C-7, không quân Thanh và Phu Nhân, không quân Hùng Cao, Hạ Sĩ Quang, Phi đoàn 821. Gia đình của Thiếu tá Phùng gồm chị Lộc, Phu Nhân của Thiếu tá, trưởng nam Trương Phú Sĩ, thứ nữ Trương Thủy Tiên đã có mặt tại hiện trường. Đúng 7 giờ sáng ngày 1 tháng 12 năm 2008, anh Mẫn đứng chủ lễ cùng với nhà ngoại cảm bé Năm lập một bàn lễ vật cúng giái anh Linh Thiếu tá Phùng, xin phép bốc cốt của Thiếu tá. Sau đó, anh Mẫn dùng hai cây căm xe đạp đã được bẻ cong thành chữ lờ làm hai que cảm xạ, đặt trong lòng hai bàn tay lật ngửa ngay trước ngực của anh, dò tìm vị trí chính xác của hài cốt Thiếu tá Phùng. Anh Mẫn rất nhẹ nhàng, rón rén di chuyển vòng quanh giới hạn trong chu di vị trí bé năm đã cắm những bó nhang để chỉ giấu vị trí tương đối của hài cốt chậm thật là chậm nín thở để tránh làm ảnh hưởng tới hai que sắt hai que sắt bắt đầu dao động song song qua lại như hai con lắc nhưng chỉ một phút sau lạ một điều là chỉ có một que sắt tiếp tục dao động một que sắt còn lại đứng im hướng thẳng xuống đất như đang bị hút bởi lực từ tính, nam châm dậy. Bối rối trước hiện tượng lạ chưa từng thấy này, anh Mẫn ngừng dò tìm, dùng cell phone gọi cho thầy đông y sĩ Mạc Đìa, Bình Mỹ, San Jose Cali. Để hỏi thì thầy cho biết. Thiếu tá Phùng bị chôn ở tư thế, đầu ở trên cao, có thể là ngồi hoặc đứng khi đào nên cẩn thận vì sẽ gặp phần đầu của thiếu tá phùng trước được thầy mạc Địa giải tỏa thắc mắc anh mẫn lại tiếp tục dò tìm và sau đó xác định vị trí hài cốt của thiếu tá phùng nằm gọn trong một vòng tròn đường kính khoảng 60 cm máy đào đất được điều tới và bắt đầu đào với sự chỉ huy trực tiếp của bé năm vì chỉ có bé năm mới biết phải đào xuống sâu bao nhiêu vì không được phép hiện diện lúc đồng thổ, phú sĩ chỉ dám lãng vảng gần đó. Một lúc sau, do quá xúc cảm, phú sĩ bỏ ra xa hiện trường, ngồi khóc. Một mét, hai rồi ba mét. Nếu tôi không được bé năm báo trước, chiều sâu tối thiểu là năm mét. Hẳn là tôi sẽ rất quan mang, vì làm gì có quyệt mộ nào mà lại sâu như vậy. Khi tới độ sâu chừng 5 mét, tôi thấy mới hiện ra mặt đất thật sự của hơn 33 năm trước. Khác hẳn với tầng đất đã được sang lớp hiện nay. Gần trung tâm của hố đào có một gốc cây xoài bị cưa ngang, đường kính gần 30cm. Sau đó người dân cho biết nơi này đã có 3 lần đổ đất để nâng cao bởi dùng này khi xưa rất thấp. Bé nằm ra lệnh cho máy đào ngưng, không đào sâu nữa và chuyển qua mở rộng hố đào xung quanh một điểm biểu kiến đã được anh mẫn đánh dấu từ trên mặt đất vì hố đào quá dốc dựng đứng nên đất bắt đầu rỉ nước ra và sụp xuống tôi chạy đi mua cừ tràm và mướn người đóng cừ chặn phên tre để tránh đất bị sụp lở vì lúc đó đã chiều tối phải tạm ngưng công việc qua ngày mai mọi người chia tay Riêng tôi vẫn nán lại để trong coi đóng cừ chặn vết đất. Bỗng, có một anh kỹ sư công chánh mặc quần áo lao động của cán bộ công trường làm đường ngay gần đó, tới nhìn xuống cái hố mà chúng tôi mới đào. Hỏi tôi, các chú tìm gì vậy? Sau khi nghe tôi trả lời là nhà ngoại cảm chỉ cho chúng tôi đào hố tìm hài cốt người thân bị mất năm 1975 anh ta chợt hỏi tôi có phải mấy chú tìm một ông phi công không tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời anh ta tiếp tục cháu là con của hai ông bà chủ đất này hồi xưa là một giường xoài ba của cháu kể lại sáng sớm ngày ba mươi tháng 4, bảy mươi lăm ba cháu ra thăm giường thì thấy có một xác người phi công của quân lực sài gòn bị bắn chết hồi đêm ba má cháu đã già quá nên không đủ sức đào mồ chôn nên đã kéo xác ông phi công này cho xuống một cái hố cá nhân của lính sài gòn đào đầy trong giường xoài và lấp đất lại sau đó ba cháu cưa luôn cây xoài gần đó để không cho rễ cây xâm phạm vào xác ông phi công cũng như để đánh dấu nơi ba cháu đã chôn ông ấy chú có thấy cái gốc cây xoài dưới đó không chú cho đào qua bên tay trái chừng một mét rưỡi là ngay chỗ ông ấy đó chú sau khi anh kỹ sư này đi thì lại có một tay mặt mày bậm trợn ra vẻ như một cán bộ cấp cỡ của chính quyền chạy xe tới sau một hồi trầm ngâm im lặng nhìn cái hố anh ta lại gần tôi nói nhỏ anh cho đào qua tay trái từ cái gốc xoài đó chừng mét rưỡi là sẽ thấy xương cốt người anh muốn tìm Nói xong, chưa kịp cho tôi hỏi gì hay nói một lời cảm ơn. Anh ta lên xe, chạy đi mất. Ngày thứ nhì, 2 tháng 12 năm 2008 Sáng sớm ngày thứ nhì của cuộc đào tìm hài cốt thiếu tá Phùng, tôi và bé Năm đến chùa Từ Quang, xin diện kiến vị sư trụ trì chùa. Ra tiếp chúng tôi là một vị trụ trì còn rất trẻ, chưa tới 40 tuổi nhưng chúng tôi đã được biết Ngài là một vị cao tăng với rất nhiều công đức cho chúng sinh. Chính Ngài đã đặt ra cho nhà chùa một lệ là cúng cơm và cầu siêu mỗi ngày sáng chiều cho các quan hồn, tử sĩ. Tại khuôn viên nhà chùa, Ngài cho xây dựng một cơ sở từ thiện rất lớn, dạy nghề theo mai, điện tử, di tính, cơ khí sửa chữa xe hơi, xe gắn máy, dân dân hoàn toàn miễn phí cho mọi người, bất kể lương, Phật hay công giáo. Chúng tôi có trình bày sơ lược chuyện đào tìm hài cốt của Thiếu tá Phùng và tôi kể cho Ngài biết giấc mơ báo mộng của tôi, biết ý nguyện của chúng tôi. Xin Ngài giúp cho một hồi kinh cầu siêu tại hiện trường khi chúng tôi tìm thấy hài cốt Thiếu tá Phùng. Ngài cho biết chính Ngài sẽ ra tận nơi để cầu siêu cho thiếu tá. Trước khi trở lại hiện trường, chúng tôi ra chính điện để lạy Phật. Khi nhìn lên bàn thờ, trông thấy di ảnh của vị đại sư sáng lập chùa đã diên tịch hồi năm ngoái. Tôi đứng chết lặng, sững sờ, toàn thân nổi gai ốc vì vị đại sư trong di ảnh chính là vị sư trụ trì ngôi chùa mà tôi đã diện kiến trong giấc mơ. Anh Mẫn cho tôi biết, khi bốc cốt thì có một quy luật bất biến. Nếu muốn thành công thì phải tuân theo. Đó là con số chẵn 2, 4, 6, 8, dần dần. Ngày thứ nhất, thứ ba thì khó lòng thành công. Chỉ có ngày thứ hai, thứ tư thì tỷ lệ thành công là cao nhất. Và số người thợ trực tiếp đào tìm phải là số chẵn 2, 4, 6, 8 người. Vì là ngày thứ nhì, số chẳng, nên anh Mẫn nói trước là hôm nay sẽ tìm thấy hại cốt thiếu tá Phùng. Nên anh chia nhóm thợ 10 người ra thành hai tốp nhỏ, một tốp 6 người và một tốp 4 người, thay phiên nhau xuống hố đào tìm. Anh Mẫn lại dùng hai que sắt cảm xạ để định vị thật chính xác một lần cuối cùng trước khi tiếp tục cho đào anh lấy dây cột làm dấu trên cây đà sắt vách tôn, ngay tầm của hố tròn biểu kiến. Thật sự còn nằm sâu cỡ 2 mét phía dưới chân anh do đất lở, phải kè bằng cừ tràm. 11 giờ 30 máy đào đất tới và bắt đầu mở rộng miệng hố đào hôm qua ra cho đất đá không bị sụp lở, chứ không đào sâu nữa. Khi thấy hố đào đã an toàn, không còn sụp lở đất gây nguy hiểm cho công nhân, bé năm cho ngừng máy kêu anh em công nhân lấy một tấm vải bạc ni lông lớn che hết tất cả diện tích hố đào khỏi bị ánh nắng rọi xuống lệnh cho sáu người xuống hố bắt đầu đào tìm bằng tay 12 giờ 30 thì thấy dần dần hiện ra một hố tròn đường kính khoảng 60 cm đúng như anh mẫn đã định vị từ hôm qua đây là một hố cá nhân của lính đào trước kia toán thợ tập trung đào tìm trong hố cá nhân này, từng xẻng bùm đất mang lên khỏi hố đều được các anh công nhân mò, bóp cẩn thận. Đúng 12 giờ 45 phút, tìm thấy được mảnh xương sọ đầu tiên, rồi lại xương sọ, ngừng tay ngay lập tức, một tấm vải điều màu đỏ được đem xuống che kín hố tròn. Chờ bé năm chạy đến chùa mời vị sư trụ trì chùa Từ Quang đến cầu siêu và đồng thời mời gia đình của thiếu tá Phùng đến chứng kiến việc bốc cốt. Khi vị sư trụ trì bắt đầu đọc kinh cầu siêu và phú sĩ, con trai trưởng của thiếu tá Phùng đến, toán công nhân được lệnh tiếp tục. Từng mảnh xương được đem lên, rửa sạch bằng rượu rồi cho vào hũ sành. Ngoài xương cốt ra, còn tìm thấy một đoạn dây táp đeo súng P-38. Một mảnh nỉ mút màu đen lót trong helmet, nón bay, những mảnh dở helmet, những mảnh phi bào, áo bay bị mủn nát, mảnh lớn nhất chỉ bằng cỡ bàn tay. Khi tôi và anh không quân thanh, cố nhẹ nhàng rửa rượu cho sạch, thì những mảnh phi bào bị tan rã ra như bánh tráng ngâm nước. Anh mừng mang mảnh nỉ mút lót nón mét tới cho chị Lộc, phu nhân thiếu tá xem. Chị đã khóc ngất, nước nở vuốt ve mảnh nỉ, nhưng muốn sờ lại hình hài của người chồng yêu thương nay đã không còn nữa. Theo yêu cầu của chúng tôi, các anh công nhân cố tìm thêm thẻ kim bài, giấy tờ tùy thân của thiếu tá Phùng. Dù các anh em công nhân rất cố gắng, nhưng đã không còn tìm thấy được gì nữa sau ngần ấy năm bị dùi lấp. Sau cùng, tất cả các mảnh hài cốt tìm lại được khoảng chừng 8 phần 10 cái hũ sành 10 lít. Tôi xin phép phu nhân và con trai của thiếu tá Phùng cho tôi được dinh dự ôm hũ hài cốt, chụp ảnh lưu niệm cùng hai người và giúp mang ra tận xe cho gia đình trở về. Ngay trong buổi chiều hôm 2 tháng 12 năm 2008, quả thiêu lấy tro đựng vào tiểu sành thờ phụng tại chùa Bửu Quang gần nhà của gia đình thiếu tá. Tôi đã thực hiện được lời hứa của tôi với người anh kết nghĩa, đại quý Trần Văn Phúc. Tôi cũng đã giúp hoàn thành ước nguyện được đoàn tụ với gia đình của anh Linh Dĩ Anh Hùng, thiếu tá Trương Phùng. Tôi cũng tự cảm thấy nhẹ lòng khi đã đền đáp được phần nào ơn hy sinh cứu tử của thiếu tá Phùng. Xin chân thành cảm ơn Thiếu tá không quân Việt Nam Cộng Hòa Trương Phùng, người anh hùng tháng 4 75 hiển linh. Tác giả Nguyễn Toại Chí tìm lại được hài cốt của thiếu tá Trương Phùng thông qua nhà ngoại cảm. Lời tòa soạn Diệt báo trân trọng cảm ơn Đại quý Trần Giang Phúc đã gửi tới bài đặc biệt này và cũng trân trọng cảm ơn ký giả Lê Anh Dũng, Lê Tam Anh đã giới thiệu. Kính thưa quý vị, bài Người anh hùng tháng 4/75 hiển linh của tác giả Nguyễn Toại Chí đến đây là hết, xin cảm ơn tác giả và quý vị đã cùng vào nghe. Hẹn gặp lại ở các truyện sau.